Nóng chính thức khởi tố vụ án gần 500 căn biệt thự xây trái phép ở Đồng Nai. Hôm qua ngày 29 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án gần 500 căn biệt thự nhà liên kế xây trái phép tại dự án khu dân cư Tân Thịnh. Cụ thể, Công an Đồng Nai khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ Luật Hình Sự để làm rõ sai phạm trong việc xây dựng 488 căn biệt thự nhà liên kế trái phép tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom. Dự án này đã bị thanh tra tỉnh Đồng Nai chỉ ra hàng loạt sai phạm về đất đai xây dựng trong vụ gần 500 biệt thự nhà liên kế mọc lên trái phép. Theo kết luận, thời điểm thanh tra, công ty cổ phần đầu tư LGD chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư dự án. Tuy nhiên, phía công ty đã tổ chức thi công 680 căn nhà, trong đó có 198 căn biệt thự, 290 căn nhà liên kế đã thi công xong, 192 căn nhà liên kế đang thi công dang dở. Công ty này cũng đã ký hợp đồng nguyên tắc bán nhà cùng 60 khách hàng với số tiền hơn 132 tỷ đồng. Các khách hàng đã thanh toán cho công ty từ 25 đến 95% giá trị hợp đồng, có 7 hộ chuyển đến sinh sống. Trong khi đó, dự án này chưa đủ điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai, được đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật và kinh doanh bất động sản. Liên quan việc để một công trình khủng trái phép, kết luận thanh tra chỉ rõ trách nhiệm của hàng loạt tổ chức, cá nhân và kiến nghị hình thức xử lý. Kết luận thanh tra xác định hơn 20 cá nhân khác liên quan đến sai phạm được xác định gồm giám đốc và chánh thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, thời kỳ công ty LGD thực hiện dự án, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom, lãnh đạo chuyên viên Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Trảng Bom, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện, 4 chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồi 61 và các công chức địa chính xã, 2 cá nhân Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh tham gia kiểm tra lập sửa biên bản, xác nhận không đúng thực tế. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.